Thì cái phần ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào là trả lời các câu hỏi của phần Unit 2 Transmission Line. Thì cái phần này nó cũng tương đối đơn giản, cho nên là sau cái phần mà trả lời câu hỏi thì mình sẽ đi vào một chút về phần ngữ pháp và giới thiệu thêm cho bọn em về một bài đọc nữa để bọn em có thêm từ về cái phần viễn thông này. Thì bây giờ mình đi qua phần thứ nhất, đó là phần trả lời câu hỏi. Mình sẽ đi nhanh cái phần này ha. Thì mình sẽ cố gắng là kết thúc buổi học mình trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Rồi, trong câu hỏi số 1, đó là nói về cái phần main idea của cái phần paragraph mà mình đã được đọc rồi. Thì cái phần unit 2 nên nói về transmission line. Thì do là tuần trước bọn em nghỉ học 1 buổi đúng không? Thì tóm tắt lại của phần transmission line này á, thì nó sẽ nói về là các dạng transmission line được sử dụng trên đường truyền của mình, và trong đó thì có các loại như là open wire hoặc là two wire circuit hoặc là four wire circuit hoặc là coaxial fiber hoặc là optical fiber, đúng không? Thì dần dần thì các loại cách đồng được thay thế bởi cách quang. Bởi vì sao? Bởi vì cách quang của là nó sẽ có nhiều cái advantage, nó sẽ có nhiều cái advantage, chẳng hạn như là ở đây này. Bởi vì rằng là cách quang có cái fading nhỏ nè, và nó là có low cost này, ability to carry a lot of information này, immunity to interference and crosstalk này, lightweight and flexibility. Đó, đó là những nguyên nhân mà vì sao cáp quang thì nó được dần thay thế cho cáp đồng, đúng không? Tiếp theo, đây là mình đang nói về cái đường truyền dẫn transmission line thì có 2 loại, một là wire hoặc là air, có nghĩa là một là có dây hoặc là không dây. Thì những cái loại mà chẳng hạn như open wire này, two wire circuit hoặc four wire circuit hoặc là chẳng hạn như ở đây là coaxial cable hoặc là optical fiber, thì nó đều là thuộc cái loại xếp vào cái loại là có dây. Thì bây giờ mình đi vào cái loại không dây. Cái loại không dây thì mình đi vào cái loại là satellite, có nghĩa là thông tin vệ tinh, đúng không? Thì thông tin vệ tinh ở đây thì cái nội dung chính của nó đó là thì satellite này nó được sử dụng thông tin vệ tinh, thì vệ tinh được đặt trên cái quỹ đạo địa tĩnh, mình gọi là geostationary orbit, đúng không? Thì quỹ đạo này vì sao gọi là địa tĩnh? Bởi vì là nó coi như là đứng yên. Nếu như chúng ta nhìn từ trái đất, vì sao nó đứng yên là bởi vì nó có cùng chu kỳ quay đây này, nó có cùng chu kỳ quay với cái chu kỳ quay của trái đất, đúng không? Và bởi vì nó có cùng phủ rộng cho nên nó có thể là cung cấp những cái thông tin đó là như là long distance point to point transmission hoặc là wide area broadcasting hoặc là wide area, ở đây là area này, repose space service, đúng không? Cho nên là nó là có cái vùng phủ rộng cho nên nó được sử dụng trong cái những cái thông tin mà đường dài, và đặc biệt là những cái thông tin mà vượt qua những cái gì đại dương. Thì trong cái thông tin vệ tinh thì chúng ta sẽ có là satellite nha, nó đóng mình sẽ có satellite và mình có gì ground station, có nghĩa là chạm mặt đất, và trong đó satellite này nó đóng vai trò như một cái gì intermediate repeater. Thì nó đóng vai trò như là một cái chạm lập trung gian, mà cái chạm lập thì nó có vấn đề là vai trò của nó là gì, đó là nhận tín hiệu, khuếch đại tín hiệu và cử tín hiệu đi mà thôi, được không? Cho nên đối với satellite thì nó chỉ là nhận, khuếch đại và truyền đi, truyền tới ở cái chạm mặt đất. Và cái ground station này thì nó làm nhiệm vụ gì? Ground station thì nó sẽ đóng vai trò như một cái terminal, một cái term ở đây mình đọc là intermediate repeater, đúng không? Còn cái ground station thì nó đóng vai trò như là một terminal repeater, một cái chạm lập đầu cuối. Một cái chạm lập đầu cuối, đúng không? Thì cái ground station ha, hoặc là cái transit exchange này, đây, ground station này, hoặc là transit exchange thì đóng vai trò như là một cái terminal repeater.
Thì trong cái terminal repeater thì cái tín hiệu của mình phải được gì? Modulated, là được điều chế, sau đó được combine lại trước khi mà nó chuyển tín hiệu đi. Như vậy thì modulated và combine đây chính là multiplex, đúng không? Kép kênh. Thì như thế nào gọi là modulated? Modulated có nghĩa là chúng ta chuyển cái tín hiệu lên tần số cao hơn rất nhiều. Đây, shift to the significantly higher frequency range, đúng không? Và sau đó làm gì? Kết tất cả các signal lại với nhau và truyền nó đi. Đây này, chúng ta kết này, place tất cả các conversation lại each other along the frequency axis, kết lại với nhau và sau đó thì truyền nó đi như là một nhóm tới phía bên nhận. À, phía bên nhận cũng là một cái terminal repeater station, và cái việc của nó làm gì? Nó sẽ demodulate, giải điều chế, và sau đó là nó gì? Shut, có nghĩa là tắt tín hiệu ra, đúng không? Thì đây là tóm tắt lại bài của ngày hôm trước. Bây giờ mình đi nhanh vào cái phần trả lời câu hỏi nha. Câu số 1 đó là tìm main idea. Main idea, họ hỏi rằng là which statement best expresses the main idea of the test? Why did you omit the other choice? Rồi, thì cái statement nào, cái phát biểu nào thì nó diễn tả một cách đúng nhất cái ý chính của bài test và vì sao bạn bỏ những cái lựa chọn khác. Câu số 1. All kinds of data and information are transmitted over various types of transmission lines. Đó là tất cả các dạng dữ liệu và thông tin được truyền qua rất là nhiều loại của đường dây truyền dẫn. Đó. Rồi, cái này nó cũng tương đối được đúng không? Nhưng mà qua cái phần số 2, đó là information including voice data, TV and radio are transmitted and received through various types of cable radio relay links as well as satellite. Thì câu này nó đầy đủ hơn. Và đồng thời ở câu số 1 ha, câu số 1 họ nói rằng là all kind of data and information, nhưng thực ra là data là một dạng của information, cho nên chúng ta loại bỏ câu số 1. Câu số 2 là đầy đủ hơn rất nhiều so với câu số 1 ha. Câu số 3 là various types of cable as well as satellite are in widespread use for transmission of information. Có nghĩa là nhiều loại gì? Cable, cũng giống như là satellite là đang được sử dụng rộng rãi trong việc truyền dẫn thông tin, thì cái này nó cũng thiếu nhiều. Tại vì mình đã nói rồi là chúng ta có những cái loại là dây và không dây, đúng không? Và dây thì nó trong đó là có cable, đúng không? Và satellite thì chỉ là một cái dạng thông tin mà chúng ta sử dụng là mà sử dụng cái gọi là đường truyền dẫn bằng air thôi, chứ không phải là tất cả. Cho nên cái câu này nó thiếu nhiều ý, cho nên chúng ta sẽ lựa chọn cái câu số 2 là cái main idea của the test. Chúng ta chuyển qua cái phần số 2 là question. Phần này dễ ha. What was the earliest method used for transmitting telephone traffic? Có nghĩa rằng là cái phương pháp sớm nhất được sử dụng để truyền dẫn cái tín hiệu thoại, thì cái này chính là open wireline. Thì mình có thể tìm ở câu trong đoạn số 1 thì phải. Đây. Transmission on open wireline was the earliest method. Đây đúng không? Mình có thể. Đó, earliest method. Rồi, mình chuyển qua câu số 2. Đó là what kinds of cable are used for connecting the subscriber to the local exchange? Là cái loại cable nào được sử dụng để kết nối giữa thuê bao và tổng đài nội hạt? Thì câu này chính là two wire circuit. Mình tìm ở trong đoạn này, đoạn số 3 thì mình nhớ đây. Giữa cái subscriber and local exchange, đó, và local exchange, thì two wire circuit được sử dụng, được chưa? Chúng ta qua câu số 3 là why optical fiber cable is now gradually replacing conventional
copper wire in connecting telephone and computer networks là vì sao cáp quang đang dần thay thế các đồng truyền thống trong việc là kết nối điện thoại cũng như các mạng máy tính. Thì cái này hồi nãy mình vừa nói xong đúng không? Mình có thể trả lời là bởi vì nó có là low signal fading. Đây. Đây. The shortcoming relate to a large number of repeater required on transmission line overcome by using optical fiber cable due to its low signal fading. Và tiếp theo nếu có thể thì mình có thể nói biết cái này cũng được là mesh by thì ở cái silic, một silic mà pure có nghĩa là nguyên chất, thì cái loại cáp mới này thì nó có nhiều cái advantage over đúng không? Thì mình có thể trả lời câu này bằng hai cách. Mình có thể nói là due to its low signal fading, hoặc là các em có thể trả lời bởi vì là due to low cost này, ability to carry a lot of information này, hoặc là chống lại được cái interference và crosstalk này, hoặc là lightweight và flexibility. Đó, các em có thể chọn ra nha. Chọn ra một là cách này, hoặc là em sẽ trả lời câu dài phía sau cũng được. Cho nên là họ nói là vì vậy cho nên là chính là cái loại cáp này sẽ dần thay thế các đồng truyền thống trong cái việc connecting telephone and computer network. Rồi, mình đi qua câu số 4. Đó là how many functions does a communication satellite perform? Cái này vừa nói xong đúng không? Nó có 3 functions. Bởi vì sao? Cái satellite nó perform như một cái intermediate repeater và nó có 3 cái function. Function thứ nhất đó là đây, đóng vai trò như một interpreter này. Nó receive signal này, amplify signal và transmit signal. Như vậy nó có 3 function. Mình có thể nói là receiving, amplifying and transmitting signal. Rồi, cái directivity, độ định hướng ha, của một cái radio relay system thì nó tỷ lệ với cái gì? Thì ở đây nó tỷ lệ với cái đường kính của cái anten parabola. Mình nói là nó tỷ lệ với là diameter of parabola. Thì cái này nó được tìm ở cái đoạn này. Đây này. Thì cái đường kính của anten parabola với cái gì? Cái tỷ lệ đó. Cái tỷ lệ đường kính của parabola tỷ lệ với cái bước sóng anh. Càng lớn ha, thì cái độ định hướng càng lớn. Như vậy câu trả lời ở đây mình sẽ nói là cái gì tỷ lệ với độ định hướng thì nó chính là cái tỷ lệ giữa đường kính và bước sóng. Mình trả lời là the diameter of the parabola in relation to the wavelength. Đó là câu trả lời của câu số 5. Bây giờ mình đi qua đoạn số 3. Đó là understanding the passage. Chỗ này thì mình sẽ quyết định câu đúng sai. Đúng không? Và nếu như mà nó sai thì mình sửa gì để trở thành đúng. Rồi. Ở đây họ nói rằng câu số 1. Currently, open wireless are not used any longer for telephone networks of many countries. Có nghĩa rằng là cái đường dây hở thì không được sử dụng nữa, không còn được sử dụng nữa. Và câu này là câu sai. Bởi vì ở phía trên này mình có gì? This method is still used in the local network of many countries. Đây. Đó. Rồi. Câu số 2. Đó là both full code modulation and frequency division multiplexing should be used for the long route on the coaxial cable. Có nghĩa là cả cái điều chế sung mã cũng như là các kênh phân chia theo tần số là nên được sử dụng trong những cái đường truyền dài ở trên cái cáp đồng trục. Thì câu này là đúng. Câu này là đúng thì các em nhìn lên trên thì cũng thấy. Đây. Trên cái đường truyền dài thì nó có thể có lợi hơn nếu chúng ta sử dụng PCM.
Và những cái cable này nó còn sử dụng cho gì? FTM, có nghĩa là ghép kênh phân chia theo tần số. Thì việc mà chúng ta sử dụng PCA và ghép kênh phân chia theo tần số thì nó sẽ làm gì? Họ tăng cái dung lượng đường truyền, cho nên chúng ta có thể transmitting up to gì? 10.800 kênh điện thoại cùng một lúc. Chúng ta đi qua câu số 3. Bởi vì nó nhẹ nè, và có khả năng chống nhiễu và xuyên âm nè, cái độ linh hoạt nè, giá thành thấp nè, khả năng mang được nhiều thông tin nè, cho nên là optical fiber được sử dụng một cách rộng rãi. Là câu này là đúng. Câu tiếp theo, communication satellite have been used in service since 1960s. Câu này cũng đúng. À, cái chỗ này thì mình nhìn lại thông tin ở đây. Từ năm 1965, satellite được sử dụng trở nên càng ngày càng quan trọng hơn trong cái thông tin đường dài. Thì đây là 1965, và ở đây họ ghi là trong những năm, có nghĩa là trong thập niên, ở đây có chữ S là thập niên 60, thì câu này đúng. It is not necessary to modulate or convert speech signal before transmission. Nó không cần thiết để mà điều chế và kết hợp tín hiệu trước khi truyền. Thì câu này mình vừa mới đọc lại xong, và câu này là sai. Trước khi truyền tín hiệu đi, chúng ta cần phải điều chế tín hiệu, là nghĩa là nâng tín hiệu lên tần số cao hơn và sau đó kết hợp các tín hiệu lại trên trục tần số và chuyển nó đi như là một gì, một quốc. Em chờ một chút. Rồi, mình đã xong cái phần số 3 là Understand the Passage. Mình đi qua phần số 4 là Understanding Word, là hiểu từ. Mấy cái từ này thì mình đã giải thích hết cho bọn em rồi. Thì environment có nghĩa là môi trường, đúng không? Môi trường thì ở trong trong đoạn của mình thì mình sử dụng medium. Đây, medium. Đây, transmission medium, được không? Thì nó giống như environment, cái này mình đã viết trên bảng cho bọn em rồi. Chuyển màu khác. Print. Medium. Rồi, chúng ta xem từ tiếp theo là từ oldest, là cũ nhất. Cũ nhất cũng chính là sớm nhất, đúng không? Cho nên đó chính là earliest. Rồi, light amplifier đó là cái gì? Là cái
cái bộ khuếch đại trên đường truyền. Thì nếu như mà chúng ta sử dụng đường dây thì mình sẽ có là line amplifier, có nghĩa nó chỉ có tác dụng là nhận tín hiệu, khuếch đại tín hiệu và truyền nó đi thôi. Thì cái này nó sẽ tương ứng với cái vai trò là intermediate amplifier của cái satellite của mình. Như vậy cái đoạn này, cái chữ line amplifier ở đây chính là bằng cái intermediate repeater. Mình xem thử ở trong đoạn 3 ha. Đoạn 3 đây. Thì ở những cái đoạn cố định ha, trên cái coaxial line thì cái những cái bộ khuếch đại đường truyền là được cung cấp, nó sẽ được đặt ở trong cái công trình ngầm và nó còn được gọi là intermediate repeater. Cho nên intermediate repeater chính là line amplifier. Được chưa? Chúng ta đi qua đoạn tiếp theo, đó là limitation, là sự hạn chế trong đoạn số 4. Sự hạn chế trong đoạn 4. Trong đoạn 4 thì chúng ta có từ nào đây? Đây. The shortcoming là cũng là sự hạn chế, nhược điểm ha. Cho nên ở đây là cái chữ của mình là limitation sẽ được bằng với shortcoming. Separate là tách ra hoặc là làm cho nó riêng rẽ ra, thì các em cũng biết rồi, từ này sẽ liên quan với đoạn 7 chính là extract. Extract ở đây là tách thông tin ra đoạn số 7 này. Đã. Thông tin được truyền đi như một group đúng không? Nè. Thông tin sau khi mà được các cây này truyền đi như một group nè. Cho nên đến khi đoạn đi receiver thì cái bên receiver của mình phải làm gì? Nó truyền đi như một nhóm, cho nên nó ở nhờ receiver mình phải extract thông tin ra, tách thông tin ra, và ở đây nó chính là bằng cái từ separate. Rồi chúng ta đi tiếp là tìm từ trái nghĩa. Thì ở đây là latest có nghĩa là mới nhất, thì đương nhiên nó sẽ trái nghĩa với cũ nhất hay là sớm nhất đúng không? Chính là trái nghĩa với từ earliest. Strong point là điểm mạnh, thì nó sẽ trái nghĩa với chữ gì? Shortcoming. Sentation thì đương nhiên nó sẽ trái nghĩa với từ gì? Resistation. Demodulated thì nó phải trái nghĩa với modulated. Compose thì nó phải trái nghĩa với stress. Separate. Trong đoạn 7 hình như mình có từ extract thôi. Chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo là phần số 5 là điện từ. Phần số 5 này, trong một cái typical, trong một cái hệ thống viễn thông điển hình thì the transmission gì đó có thể là gì? Respay hoặc là various kind of cable. Thì ở đây thì nó có thể, mình có thể sử dụng là medium cũng được, transmission line cũng được, hoặc là transmission environment cũng được. Rồi, chúng ta đi qua câu số 2. Bởi vì its advantage, nó đến cái lợi ích của nó so với cáp đồng, thì đương nhiên đây phải là cáp quang đúng không? Đây chính là optical fiber cable. Và các em nhớ ở đây là dùng is, cho nên chúng ta dùng là số x ở đây không? Rồi, qua câu số 3, đó là most of telecommunications đó, là nó được đặt trên quỹ đạo địa tĩnh, thì đương nhiên nó phải là satellite ở đây, và ở đây sử dụng A, cho nên các em sẽ sử dụng satellite có S. Câu số 4 đó là relay link operate with between channel receive station. Thì các đường mà radio relay link này thì nó hoạt động với cái đường gì nhỉ? Đó là line of sight đúng không? Mình có thể xem lại ở trong cái đoạn gần cuối. Đây nó hoạt động với line of sight đúng không? Là cái đường truyền thẳng. Rồi, chúng ta đi qua tiếp. Trước khi truyền đi thì tín hiệu thoại cần phải được làm gì? Cái này mình biết rồi ha. Chúng ta phải điều chế và cái kênh, mình nói là modulated and multiplexed hoặc là combined. Được không? Đây là modulated và đây combined hoặc là multiplexed. Rồi chúng ta đi qua phần số 6.
Cái này cũng dễ ha, là thông qua, mặc dù các quan có đường kính rất là nhỏ, mà nó còn nhỏ hơn cái sợi tóc của con người, thì nó được sử dụng để truyền đi hàng hàng 10.000 các em, 10.000 các tín hiệu với tổn thất rất là nhỏ và không có nhiễu so cho những cái tín hiệu khác, và không có nhiễu từ những tín hiệu khác. Đây là câu số 1. Câu số 2. Có lẽ cái sự thay đổi lớn nhất mà được diễn ra trong những năm trong những 20 năm gần đây, đó là sự chuyển đổi từ tương tự sang sự chuyển đổi từ truyền dẫn tương tự sang truyền dẫn số. Đó là câu số 2. Chúng ta đi qua câu số phần 7, đó là chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh ha. Rồi, các đồng trục có khả năng chống can nhiễu tốt hơn so với cáp chặt. Song loại cáp này còn kém xa hơn với các quan xét trên nhiều phương diện khác nhau. Rồi, ở đây thì ta có song các loại cáp này kém xa đúng không? Thì mình có thể dùng là on the trước được ha, là on the cáp đồng có khả năng chống nhiễu hơn nhiều so với cáp trần đúng không? Thì mình có thể sử dụng là on the là coaxial cable. Có khả năng chống nhiễu tốt hơn thì cái trường này mình đã cho rồi, có hai cách để bọn em có thể diễn đạt ha. Thì các em có thể diễn đạt là bằng danh từ là có khả năng chống nhiễu chống tốt hơn là have ha. On the coaxial has, nếu như mà cable của em có s thì have rồi thôi, mình có s đi. On the coaxial cables have a better immunity to interference than, đó rồi, than the open wires đúng không? Rồi, nếu như các em sử dụng tính từ thì các em bảo rằng là on the coaxial cables are better immune, hoặc là immune better to interference than the open wire, đúng không? Rồi, loại cáp này còn kém xa so với cáp quang trên nhiều phương diện. Loại cáp này thì mình chỉ đó x thôi. X is still kém xa là mình có thể nói là far worse hoặc là much worse optical fiber cable trên nhiều phương diện khác nhau là on many aspects hoặc on many respects. Như vậy câu này mình có thể nói lại rằng là on the cáp đồng trục đúng không? Coaxial cable has better immunity to interference than the open wires. It hoặc là they, nếu như ở chỗ này mình sử dụng số ít nha, số nhiều mình nói là they are far worse than optical fiber cable on many aspects or respects. Câu số 2. Về nguyên lý vệ tinh hoạt động như một trạm chuyển tiếp sóng vô tuyến, nó có chức năng nhận khuếch đại truyền sóng vô tuyến xuống các trạm mặt đất. Xét về nguyên lý mình nói là on principle. Không? On principle, in principle. Vệ tinh viễn thông là telecommunication satellite, hoạt động như một trạm chuyển tiếp sóng vô tuyến ha, thì nó sẽ là satellite operate as a radio relay link. Rồi nó có chức năng nhận khuếch đại thì mình có thể nói là its function is, hoặc là mình chỉ nói it can cũng được. Không? Its function is receiving, amplifying and transmitting vô tuyến xuống, có nghĩa là radio signal xuống to thôi, the ground stations. Mình nói lại nguyên câu này ha. In principle, the telecommunication
Satellite, mình cho nó có S luôn ha, thì hoạt động là operate. À, như vậy ở đây là một trạm chuyển tiếp, thì ở đây chỉ là một vệ tinh thôi. Mình nói là a satellite, a communication satellite operates at a radio relay link. À, it has a function, of receiving, amplifying and transmitting radio signal to the ground stations. Rồi. Như vậy thì đây là toàn bộ cái phần trả lời câu hỏi. Mình đi qua một chút ở cái phần ngữ pháp, và mình sẽ đi vào phần bài đọc, cái phần bài đọc mới, có nghĩa là phần bài đọc thêm cho bọn em để bọn em có thêm kiến thức ha. Trong cái bài này thì mình giới thiệu cho bọn em một chút về cái so sánh, gọi là so sánh đôi ha. Thì cái này bọn em biết hết rồi, chẳng qua là mình chỉ nhắc lại thôi. Thì ở đây so sánh đôi thì có nghĩa là so sánh càng cái này càng cái kia. Thì ở đây chúng ta phải chia ra thành hai trường hợp, đó là cái trường hợp là tính từ ngắn và tính từ dài. Nếu như tính từ ngắn thì chúng ta cũng có the đúng không, và sau đó là sau tính từ hoặc là chạm từ thì mình thêm er. Còn tính từ dài thì mình sẽ sử dụng the more, đúng không? Thì trong bài có cái đoạn câu rằng là the greater the number of channels, the larger the number of repeater. Có nghĩa là số lượng kênh càng lớn thì số lượng chạm lặp cũng càng nhiều. Hoặc là cái tỷ lệ, đúng không? Cái tỷ lệ giữa đường kính của paraboler to the wavelength với cái bước sóng mà càng lớn thì cái độ định hướng của mình càng cao. Đó, thì đây là cái double comparison. Ở đây thì thầy Tuấn có đưa thêm là một số cái mối quan hệ. Thì ví dụ như 2:1 thì mình nói double two time hoặc twice, 3:1 là 3:1 thì triple hoặc three time. Còn nếu như 1/3 thì mình gọi là one third, one third hoặc a third of. Còn cái này thì 1/4 thì mình nói là one fourth, one quarter, có nghĩa là a quarter up, đúng không? A fifth up này, nếu như mà các em nói là 1/4 thì 1/5 thì các em nhớ ở đây đều là số thứ tự hết nghe. Ví dụ như là 1/4 thì là one fourth, mà fourth ở đây là số thứ tự cho nên có sẽ thêm chữ th ở phía sau, cũng như ở đây này one fifth nè, a fifth up nè. Rồi, như vậy thôi. Mình đi qua cái bài đọc mà một cái bài đọc nhé. Thì trước khi mà mình qua bài đọc thì các em xem thử mình chuẩn bị trả lời những câu hỏi sau không? Để mà các em đỡ buồn ngủ hơn thì mình sẽ gọi bất kỳ trả lời. Rồi, trong cái bài đọc này các em đọc trước cho mình, sẽ gửi bài cho bọn em luôn bây giờ. Đó là mình trả lời câu hỏi về telecommunication network. Xem thử đó là what is telecommunication network, what is transmission link, what is address space, give some example of telecommunication network, what is computer network and what is internet network. Đó. Thì
Bây giờ mình gửi bài luôn cho bọn em để bọn em đọc, và sau khoảng 10 phút á thì mình trả lời những câu hỏi này. Rồi bài đọc đã được gửi cho bọn em ha. Bọn em có 10 phút để đọc. Bây giờ là 13 giờ 13, coi như là 13 giờ 23, bọn em 25 đi. Mình bắt đầu trả lời câu hỏi ha. Đây, câu hỏi ở trong phần Christine đây. Rồi bọn em đọc đi. Dở ra nghe, cái file đã được gửi rồi đó. Biết có nãy giờ có em nào ngủ không? Em bỏ đi ăn cơm rồi. Không nghe tiếng động gì hết. Gọi bọn em thử nào. Lại Facebook có ở đây không? Lại Facebook. Không rồi. Lại Facebook không có hả? Trịnh Minh Anh. Trịnh Minh Anh. Không rồi, để mình kiểm tra. Rồi, mình biết rồi. Xem thử có bạn nào để nó tính đi chỗ khác không mà. Nguyễn Công Thông. Có rồi chứ, em bắt em đọc bài đọc đi và trả lời những câu hỏi đó. Bài đọc hết nghe luôn hả cô? Đọc để trả lời câu hỏi thôi chứ không phải đọc hết. Dạ. Vấn đề đó là bọn em không thi á, thì bọn em không được thi ở trong những cái bài mà trong unit 1 cho đến unit 6, mà nó sẽ được chọn một cái bài bất kỳ có nội dung tương tự để thi, cho nên mình muốn bắt em đọc thêm để có thêm từ vựng.
Rồi bây giờ mình đi vào phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 1 là What's the telecommunication network? Mình đi vào từ Phạm Thị Thanh Tuyền đi. Thanh Tuyền trả lời. A telecommunication network is a collection of terminal nodes, links and any intermediary nodes which are connected so as to enable telecommunication between the terminal. Okay. Như vậy thì một cái mạng viễn thông đó là tập hợp tất cả các nút đầu cuối hoặc là các đường một hoặc là các đường dẫn hoặc là các nút trung gian và nó được kết nối để có thể thực hiện các cái liên lạc giữa các terminal. Thì đây này, đây là toàn bộ cái mạng viễn thông của mình, thì nó gồm các nút, chẳng hạn như đây nút đầu cuối thì các nút này mình gọi là những nút trung gian, và chúng ta có những cái link thì những cái đường mà nối như này mình gọi là những cái đường link, được chưa? Rồi câu số 2. What's the transmission link? Là bạn Trịnh Minh Anh. Trịnh Minh Anh trả lời câu What's the transmission line? What is transmission link? Trịnh Minh Anh đâu hè? Rồi, không thấy đâu nữa. Tại Thế Phúc có ở đây không? Lại Thế Phúc cũng không có. Đặng Công Minh có ở đây không? Cũng không thấy luôn. Nguyễn Công Thông có cô, giờ có. Em trả lời câu số 2 đi. Yeah, the transmission link connects the node together the node. Thôi được rồi em, đó là cái transmission link giống như mình vừa mới giải thích đó. Thì những cái đường link này nó sẽ connect những cái nút lại với nhau. Rồi câu số 3 đó là address space nghĩa là gì? Em thử có bạn nào ở đây nữa. Long Hảo có ở đây không? Long Hảo có ạ, có em. Em trả lời câu số 3 về address space. Each terminal in the network usually has a unique address, so messages or connection can be routed to the correct recipient. The correct of address in the network is called the address space. Cảm ơn em. Như vậy thì address space đó là is the collection of addresses in the network. Mình đi qua câu số 3 là câu số 3 đó là đưa ra một số ví dụ về telecommunication network. Lê Văn Thuần có ở đây không? Chưa có. Em trả lời câu đó đi. Cô là computer network, the internet, the telephone network, the global telex network, the Ari Rosen Notico Asia network. Rồi, cảm ơn em.
Mình đi qua câu tiếp theo. Câu tiếp theo đó là what is computer network? Võ Lý Hoàng Hoang. Đã có rồi. Em trả lời câu đó đi. Câu là computer network. A computer network consists of computer and device connected to one another. Rồi, cảm ơn em. Thì ở đây mình giải thích thêm một chút cho bọn em ha. Thì trong cái bài này á, nó sẽ có là mình nói về mạng viễn thông đúng không? Thì mạng viễn thông thì nó sẽ bao gồm là các nút đầu cuối hoặc các nút trung gian, và chúng ta sẽ có những cái link để mà chúng ta kết nối giữa các nút này. Thì nhờ như vậy thì chúng ta mới thực hiện được là những cái cuộc cái liên lạc ha, với nhau giữa các nút. Thì giữa các nút với nhau thì chúng ta sử dụng các loại chuyển mạch, trong đó mình có 3 loại chuyển mạch, thì đó là chuyển mạch kênh, thứ hai là chuyển mạch tin và thứ ba là chuyển mạch gói. Thì các em ở đây thì 3 loại chuyển mạch này ha, thì nó sẽ giúp là pass the signal through the correct link, có nghĩa là truyền thông tin thông qua những cái đường link chính xác và các nút chính xác để nó có thể tiến đến với những cái địa điểm chính xác. Và ở đây thì chúng ta có 3 loại chuyển mạch, thì mình sẽ nói sơ sơ qua 3 loại chuyển mạch này ha. Thì 3 loại chuyển mạch này, thứ nhất là chuyển mạch kênh. Thì chuyển mạch kênh ở đây á, đó là nó cần phải thiết lập một cái kênh physical á, một cái kênh vật lý trước. Chẳng hạn như nếu như mà mình muốn chuyển nó từ cái nút này ha sang cái nút này, thì nó phải thiết lập được một cái kênh trước. Một là nó thiết lập cái này qua đây ha. Hoặc là nó có thể đi theo đường này qua đây. Và ở đây phải có đường nối với nhau. Thì nó phải thiết lập một cái kênh trước, sau đó thì thông tin nó mới được chuyển đi, đúng không? Cho nên là cái việc mà thiết lập kênh trước này thì là dễ gây cho cái việc nghẽn mạng á em, kiểu nếu như mà chúng ta có nhiều thông tin cần được chuyển đi. Rồi, chúng ta đi qua một cái chuyển mạch khác, đó là chuyển mạch tin. Chuyển mạch tin này thì nó sẽ không thiết lập kênh trước, mà nó sẽ làm gì? Thì cái thông tin nó sẽ được store, có nghĩa là nó sẽ được lưu trữ vào trong một nút nào đó, sau đó là nó xem được cái nút tiếp theo á của mình là có rảnh không, thì nó sẽ truyền tới, có nghĩa là nó cứ store ở đó, nó xem được nút có rảnh không rồi nó sẽ truyền tới, được không? Và nó truyền đi theo kiểu là cả một cái bản tin nó truyền đi luôn, và cái nút nào được truyền tới thì nó sẽ được routing, có nghĩa là trong cái bảng table nếu như các em đã được học về TCP/IP ấy, về cái IP ở trong cái mạng internet ấy, thì bọn em sẽ biết mình sẽ có một cái bản đồ routing trước, đúng không? Mình sẽ có một bản đồ routing trước thì cái thông tin nó sẽ được cập nhật vào trong từng cái nút này, nó sẽ biết là cái nút tiếp theo mình cần phải gửi tới là nút nào, và nếu như mà nó nút tiếp theo mà nó rảnh thì nó sẽ truyền đi, và nó truyền đi với cả nguyên một cái bản tin luôn. Đúng không? Còn cái packet switching này là chuyển mạch gói, và cái chuyển mạch này chính là cái chuyển mạch chúng ta sử dụng trong mạng internet hiện tại. Thì cái chuyển mạch gói này thì nó không chuyển đi, là chắc chắn là nó không thể thành lập một cái physical link trước rồi. Nó cũng giống như cái phần message switching này, nhưng mà nó sẽ không có store ha, nó sẽ không lưu trữ thông tin và chờ rảnh để gửi đi, mà nó sẽ thế nào? Trong cái packet switching này thì nó chia cái thông tin của mình thành từng cái gói nhỏ, thành từng cái gói nhỏ, và nó gửi đi trên bất cứ những cái đường nào mà nó thấy là đi được thì nó đi. Sau đó thì ở cái đầu cuối của nó thì nó sẽ tập hợp lại, tập hợp lại thành một cái bản tin, thành một cái, có nghĩa là thành một cái bản tin cuối cùng á. Tại vì nó sẽ có đánh số, ví dụ như khi mà nó tách ra, chẳng hạn như một cái bản tin thì nó tách ra thành 100 cái packet, 100 cái gói, đúng không? Và nó có đánh số, và các cái packet này nó được truyền đi ở tất cả những cái đường nào có thể. Cho nên là cái việc mà nó không mất nhiều thời gian để chờ trong cái message switching này này, thì mình truyền nguyên một cái message luôn, cho nên là mình phải chờ, mình phải chờ để cho cái này nó rảnh á. Nó rảnh trong khoảng thời gian bao lâu nữa thì mình phải chờ để cho nó có đầy đủ hoặc điều kiện rồi mình có thể chuyển thông tin đi. Đó, do vậy là cái packet switching này nó sẽ nhanh hơn.
không? Tuy nhiên là nó khi mà nó tách ra thành từng các gói riêng như vậy thì khi mà nó tới cái đầu cuối thì nó phải khép lại. Rồi thì chúng ta có ba cái khái niệm này. Rồi ở đây chúng ta có khái niệm về cái mạng computer network này, the internet này, the telephone network. Rồi ở đây thì mình biết về cái phần mà telephone network rồi đúng không? Tại vì mình đã học rồi. Còn về cái phần computer network này á, thì bọn em có thể lên trên mạng xem thì nó rõ hơn. Thì các em có thể nhầm lẫn với cái mạng máy tính với lại cái mạng internet. Thì là cái mạng máy tính của mình, ví dụ như trong một công ty á, mình có thể kết nối nhiều máy tính lại với nhau bằng cái đường dây. Và đường dây như vậy là trong công ty, tại dù mình không có mạng internet nha, mình vẫn có thể truyền dữ liệu được giữa các máy tính với nhau. Còn cái mạng internet này nó sẽ kết nối những cái mạng computer network lại với nhau, từ mạng LAN có nghĩa là mạng local trở thành mạng WAN hoặc là mạng MAN, có nghĩa là từ cái mạng local thành mạng chung đến mạng lớn, thì nó sẽ nhờ cái mạng internet này. Đúng không? Rồi. Ở đây mình có cái mạng là Global Telnet Network, thì cái mạng này á, là cái mạng mà truyền cái dữ liệu gọi là dữ liệu viết đầu tiên ha, không phải là đầu tiên mà dữ liệu viết, mà nó thường được sử dụng là ở phía sau của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nó giống như là mạng điện thoại nhưng mà nó lại truyền tín hiệu viết bằng theo kiểu giống như là kiểu telegraph á. Rồi, còn cái mạng này á là cái mạng gì hàng không, mạng mà aeronautical network này là mạng hàng không. Như vậy ở đây là một số các loại mạng viễn thông. Thì chúng ta thì sau khi mà nghỉ Tết xong á thì đây là một số bài tập cho bọn em. Thì trong lớp mình có cái đề tài topic về nói đúng không? Mình sẽ các em ha, từng em một sẽ viết lại ha, viết nộp mà sau cái buổi học mà sau khi Tết xong á. Đây nè. Thì đây là cái chủ đề về viết, về nói, và các em nhiệm vụ của bọn em đó là mỗi em một ha, mình sẽ viết về từng chủ đề một. Các em có thể viết 5-6 câu thôi, và sau đó thì các em nộp lại sau cái buổi đầu học đầu tiên của mình vào cái sau Tết, đúng không? Và đương nhiên là sau khi mà các em nộp lại thì để mà mình biết rằng bọn em có làm, và mình sẽ nói một số em thì lên nói thử ha. Cái chủ đề của mình á, là bao gồm có Terminal Repeater Station, đúng không? Transit Exchange Modulation, FPM, Optical Fiber. Mình cho thêm các chủ đề khác nữa ha. Topic 6 đó là FPM rồi đúng không? Bây giờ mình có thêm topic 6 nữa, đó là về cái Circuit Switching, Packet Switching and Message Switching. Rồi, các em có thể có thêm các chủ đề khác nữa, là bao gồm mình có thể lấy thêm chủ đề từ cái bài đọc vừa rồi, đó là chủ đề về mình có thể lấy thêm chủ đề về mạng máy tính nè, computer network. Thứ hai đó là mạng internet network. Mạng thứ ba đó là mình sẽ nói về HTTP ha, và TCP/IP đó là cái giao thức truyền dẫn trong mạng internet, TCP/IP. Rồi. Đây mình đánh số ha. Bây giờ mình sẽ đánh số theo kiểu để bọn em sẽ làm theo số thứ tự. Số 9, 10. 10. 11. 12.
Rồi, thì mình sẽ làm theo số thứ tự ha. Thứ nhất em ở số thứ tự số 1 thì làm số 1, số 2 làm số 2, cho đến em số thứ tự số 12 thì làm TCP IP, số 13 thì lại làm về số 1. Thì như vậy mình sẽ gửi danh sách lớp cho bọn em ngay bây giờ ha, để bọn em có thể lấy được đề tài. Mình nói lại ha, đây là đề tài về, đây là đề tài, ủa, mình nhầm rồi, từ chờ một chút. Topic 5, topic 6, topic 7. Thêm một cái topic 9 ở đây nữa. 10. 9. Đây, trong bài đọc này mình còn có thêm một cái, mình còn trên bài đọc này mình có thêm một cái nữa, đó là về mình có thể nói về Global Telnet Network cũng được. Computer Network, Internet Network, Telephone Network. Và mình có thể nói về Private Branch Change cũng được. Private Branch Change. Mình có thể nói thêm về, cũng là nội dung trong bài đọc ha. Mình nói về control plan và data plan. Control plan và data plan. Mình có thể nói tiếp về cái mạng à. Mình có thể nói tiếp về cái mạng Global Telnet Network cũng được. Đó. Global Telnet Network. Network. Thì đây là những cái đề tài. Mình nhắc lại ha, đây là những đề tài mà các em viết ra. Thì mỗi em có thể viết một đoạn ha, một đoạn 5 đến 6 câu. Và các em tập nói ha, và các em sẽ nộp lại sau Tết. Và mình viết lại luôn về cái nhiệm vụ homework là what's on each student learn price the past paragraph of one topic. Theo thứ tự nha. Và prepare the speech.
và hand in the hand in on the first class after this holiday. What a bit. Theo danh sách nha. Thì đây là nhiệm vụ của bọn em rõ chưa? Bây giờ thì mình sẽ gửi lại cho bọn em cái unit 2 edit này với lại là danh sách lớp. Thì bọn em đây là cái bài tập về nhà của bọn em. Rồi. Thì bữa học hôm nay mình kết thúc ở đây ha. Thì mình sẽ gửi lại cho bọn em và toàn bộ cái bài học này sẽ được record lại, cho nên mình sẽ up lên YouTube và gửi link lại cho bọn em. Thì cho những em nào mà không có điều kiện để mà học á, thì sẽ được xem lại. Như vậy nghe. Rồi chào cả lớp. Mình tắt mic chút nào. Stop recording.